Bạn đang tìm kiếm nền tảng giao dịch chứng khoán uy tín và hiện đại nhất hiện nay? MBS xin trân trọng giới thiệu S24, nền tảng giao dịch chứng khoán hàng đầu Việt Nam, với nhiều tính năng vượt trội, tốc độ cực nhanh, kéo thả tùy biến, linh hoạt sắp xếp các trường thông tin tham khảo theo nhu cầu. Sử dụng các phím tắt thao tác dễ dàng, nhanh chóng. Ba hình thức xác thực thông minh: Smart OTP hoặc quét mã QR code, SMS OTP. Đồng bộ danh mục và giao diện hiển thị với MBS Mobile App. Hãy truy cập ngay website www.s24.mbs.com.vn để trải nghiệm nền tảng giao dịch chứng khoán thông minh với các tính năng hiện đại duy nhất chỉ có tại S24. Sản phẩm được phát triển bởi MBS. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh công ty cổ phần chứng khoán MB. Chúng ta lại gặp nhau vào 8:30 sáng thứ hai hàng tuần. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta đó là giá dầu tăng cao, cổ phiếu nên mua hay bán. Vâng, khách mời chúng ta ngày hôm nay vẫn là khách mời quen thuộc, đó là anh Hoàng Công Tuấn đến từ MBS. Và khách mời hôm nay là khách mời anh Phạm Mạnh Quỳnh, là Phạm Văn Quỳnh, là khách mời mới của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào anh ạ. Xin chào Nam, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, bắt đầu từ kinh tế thế giới. Anh Tuấn ạ, câu chuyện về dầu Brent có lẽ là đang lên hơn 90 đô một thùng. Đúng, mức rất cao. Vâng, mức rất cao rồi. Vậy theo anh thì hiện tại đã có những yếu tố nào đang ảnh hưởng? Vì trong khi đó tôi thấy là hiện tại là đang có câu chuyện về Nga và Ukraine. Cùng với đó là giá cả hàng hóa thế giới cũng đang tăng cao. Vậy theo anh nhận định thế nào ạ? Trong cái tuần thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã biết thì giá dầu đã có một cái mức tăng trưởng rất là mạnh trong 2 tháng vừa qua. Thậm chí đã có những thời điểm giá dầu Brent đã lên mức là 94 USD một thùng. Sau đó thì có cái sự điều chỉnh trở lại ở mức độ khoảng trên 90 USD một thùng như hiện nay. Có rất nhiều cái quan điểm cho rằng giá dầu có thể lên tới thậm chí trên 100 USD một thùng và thậm chí là 120 USD một thùng, với những cái quan ngại nhất định liên quan đến những cái lý do chính như sau. Thứ nhất là liên quan đến cái câu chuyện căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine hiện nay đang diễn ra, và chúng ta cũng hiểu rằng Nga cũng là một cái quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chính. Bất kỳ cái sự bất ổn chính trị nào tại thời điểm này đối với trường hợp của Nga cũng sẽ có thể gây ra đứt đoạn cái chuỗi cung ứng của dầu khí, và do đó thì sẽ gây áp lực lên giá dầu trong tương lai. Yếu tố thứ hai là cái nguồn nhu cầu hiện tại của về liên quan đến lĩnh vực dầu khí nó cũng sẽ có xu hướng tăng lên khi chúng ta biết rằng đại dịch Covid-19 đã dần dần được kiểm soát và nền kinh tế thế giới đang dần trở về trạng thái bình thường. Tại thời điểm hiện tại thì IEA, cơ quan năng lượng của Mỹ, cũng đã dự kiến rằng là tăng trưởng tiêu thụ dầu mỏ trong năm sau sẽ ở mức độ khoảng 5,6 triệu thùng một ngày. Và do đó thì cái nhu cầu dầu khí cũng sẽ là có xu hướng tăng lên. Tất cả các yếu tố đó đã gây áp lực lên giá dầu trong cái thời gian vừa qua. Và chúng ta cũng đã biết rằng là cái yếu tố này nó cũng gây một cái xu hướng quan ngại nhất định. Bởi vì giá dầu tăng cao nó cũng sẽ gây sức ép lạm phát không chỉ lên một quốc gia đơn lẻ mà là của một quốc trên toàn cầu. Và do đó thì nó cũng gây áp lực lạm phát lên các cái chính sách kinh tế và cái tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ phải chuyển sang quan điểm có thể nói là diều hâu hơn, chống lạm phát nhiều hơn và gây sức ép lên thị trường thế giới. Thế thì với cái điểm này thì quan điểm của Tuấn nó lại có quan điểm có thể nói là hơi khác so với các cái chuyên gia hay là các cái quan điểm chung của thị trường tại thời điểm hiện tại. Khi mà Tuấn cho rằng là cái xu hướng tăng của giá dầu hiện tại nó chỉ mang tính tạm thời. Thứ nhất là nếu chúng ta liên quan đến vấn đề về cung cầu thì theo cơ quan năng lượng Mỹ IEA thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm rất đáng kể, đó là nguồn cung dầu thô trong thời gian tới trong năm 2022 sẽ dự kiến sẽ tăng lên được khoảng tầm 6,6 triệu thùng, tức là cao hơn mức tăng trưởng của nhu cầu. Tăng trưởng từ nguồn cung này đến từ đâu? Có thể đến từ các quốc gia OPEC khi mà họ đã theo đúng cái lộ trình tăng nguồn cung dầu khí khoảng 400.000 thùng một ngày. Và ngoài ra thì bên cạnh đó thì Mỹ là một quốc gia xuất khẩu dầu khí, và trong cái thời gian tới thì họ sẽ có thể gia tăng sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng trên một ngày. Thì đấy là những cái yếu tố mà Tuấn cho rằng về cái cung cầu dầu khí thì chúng ta không có cái quan ngại gì về vấn đề này cả. Chắc chắn là trong 2022 thì về nguồn cung thì chắc chắn là sẽ vượt cầu.
Câu chuyện ở đây còn lại là câu chuyện căng thẳng giữa chính trị, anh Nam ạ, giữa Nga và Ukraine, nó sẽ khiến cho cái áp lực lên cái giá dầu vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao. Thì tuy nhiên thì theo góc nhìn phân tích của Tuấn thì Tuấn đánh giá rằng là cái khả năng để xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine hiện tại là rất là thấp. Mặc dù các bên có vẻ đang leo thang căng thẳng, đúng không? Chúng ta thấy rất là rõ. Thì tuy nhiên thì nếu mà chúng ta muốn nhìn thì sâu vào câu chuyện thì chúng ta thì phải trả lời cái câu hỏi là rốt cuộc Nga tấn công Ukraine để làm gì? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ là họ không có một cái động cơ mạnh mẽ và cụ thể nào để có thể làm cái câu chuyện đó cả. Nếu như chỉ dành mục đích đe dọa và không muốn cho Ukraine gia nhập NATO hoặc đưa một cái thông điệp hết sức là mạnh mẽ về cái vấn đề này thì rõ ràng họ đã làm được rồi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là với cái thông điệp mạnh mẽ của Nga và những cái động thái gần đây thì rõ ràng là cái câu chuyện mà Ukraine có thể gia nhập NATO tôi cho rằng là sẽ là hoãn vô thời hạn. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến các cái vị trí chiến lược. Thì tại thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng trong những năm trước đây thì Nga đã thành công về việc là sát nhập lại cái vùng Crimea là nơi có những cái vị trí chiến lược về mặt quân sự kinh tế. Đấy, do đó thì tôi thấy rằng Nga không có bất cứ một cái động lực, một cái động cơ mạnh mẽ nào để tiến hành một cuộc chiến tranh với Ukraine tại thời điểm hiện tại cả. Mà thì chúng ta hiểu rằng Tổng thống Putin là một con người đầy lý tính. Ông ấy không phải là con người hành động theo tình cảm. Thế do đó thì tôi cho rằng là với những yếu tố như vậy thì rất khó để điều này có thể xảy ra. Một khi điều này không xảy ra và các cái hai bên đi đến những cái thỏa thuận mang tính hòa đàm thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện về cung cầu dầu khí sẽ quyết định về giá dầu. Và do đó thì chắc chắn là trong năm tới về cung cầu dầu khí sẽ tương đối là ổn định. Ngay cả cơ quan năng lượng Mỹ IEA cũng đưa ra cái quan điểm rằng giá dầu Brent trong năm tới sẽ dao động ở mức là từ 74 đến 85 USD một thùng. Trong trường hợp bình thường. Thế do đó thì Tuấn cho rằng là sau cái giai đoạn căng thẳng này thì giá dầu sẽ có xu hướng giảm trở lại. Vâng, thưa anh Tuấn. Có lẽ chúng ta lại nên nhìn một góc nhìn khác. Cũng có rất nhiều ý kiến nó trái chiều ở đây. Bởi vì là hiện tại là Nga đã chuẩn bị hết những cái huy động lực lượng bao quanh hết rồi. Có thể nói là những vâng, thái hết sức mạnh mẽ. Thực sự là rất là căng thẳng. Thế giới rất là quan ngại. Tuy nhiên có một trường hợp nào đó, nếu trong trường hợp mà Nga thực sự là gây hấn thì theo anh thì liệu tình hình nó còn căng thẳng liên quan đến giá dầu nó còn sẽ căng thẳng như nào hơn ạ? Thực ra mà nói thì Tuấn nhấn mạnh lại là cái quan ngại này vẫn không thể, chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn, bởi vì chúng ta không thể biết được 100% cái điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mặc dù theo quan điểm của Tuấn thì xác suất này diễn ra rất là thấp. Tuy nhiên nếu thực sự nó xảy ra, đúng không ạ? Nếu thực sự nó xảy ra thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để chúng ta đón chờ nó như thế nào. Thì nếu thực sự nó xảy ra thì chắc chắn giá dầu sẽ có xu hướng tăng vọt, bởi vì chúng ta hiểu rằng là Nga là một cái quốc gia xuất dầu khẩu dầu mỏ chính trên thế giới, không chỉ là dầu mỏ mà còn là khí đốt nữa. Thế do đó thì cái chắc chắn là các cái quốc gia phương Tây sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ. Và họ phản ứng một cách mạnh mẽ như thế nào thì họ sẽ phản ứng là có thể họ sẽ cấm xuất khẩu một số mặt hàng chiến lược của Nga, đặc biệt là dầu khí, như cái câu chuyện mà họ đã áp dụng với Iran trước đây. Đấy, thì Iran cũng có những xích mích với Mỹ, chúng ta cũng hiểu rồi, đúng không ạ? Và Mỹ cũng đã gây ra những cái áp lực khiến cho Iran hạn chế cái việc xuất khẩu dầu thô của Iran, và do đó dẫn đến áp lực lên giá dầu. Thì cái câu chuyện này chắc chắn nó sẽ xảy ra và giá dầu sẽ có thể có sự tăng vọt. Đúng rồi. Đấy, tăng vọt. Bởi vì là chắc chắn là Mỹ sẽ đưa ra trừng phạt. Đúng. À. Nhưng mà lượng khí đốt của châu Âu nhập khẩu từ Nga rất lớn. Ở bên câu chuyện nó sẽ là rất là căng thẳng nếu mà trong trường hợp mà có chiến tranh, và kéo theo đó nữa là sẽ có rất nhiều hệ lụy về thị trường chứng khoán cũng như là về đến hàng hóa của thế giới, đúng không em? Thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ phản ứng hết sức tiêu cực, vâng. Bởi vì nên chúng ta nên hiểu rằng tại thời điểm hiện tại thì áp lực lạm phát trên toàn cầu đã có xu hướng leo thang rất là mạnh, và các ngân hàng trung ương hiện nay trên thực tế là họ đã phải chuyển sang cái quan điểm điều hành chính sách có thể nói mang tính diều hâu hơn, mang tính có thể nói là chống lạm phát nhiều hơn. Mà nếu như trong trường hợp mà họ còn chịu áp lực thêm nữa bởi cái sự tăng vọt của giá cả hàng hóa và giá cả năng lượng, khiến cho lạm phát, chúng ta tưởng tượng là ví dụ như lạm phát tại Mỹ không phải là 7,5% như tại thời điểm hiện tại mà thì lên 10% chẳng hạn. Tại đây ví dụ như thế thì cái áp lực lên chính sách tiền tệ sẽ rất lớn. Fed sẽ có thể đưa, và các ngân hàng trung ương thế giới sẽ phải đưa ra những cái chính sách gọi là co hẹp, bảng cân đối kế toán nhanh hơn, tăng lãi suất mạnh hơn, và thị trường chứng khoán sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ và có thể nói là tiêu cực. Vâng. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 sẽ là ngày Fed họp khẩn thì có lẽ là một họp kín thôi. Tôi cũng chưa rõ là sẽ có cái diễn biến gì trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên là chỉ số tiêu dùng đã lên 7.5 rồi. Đúng rồi. Vô cùng cao. Nó sẽ thực sự là gây áp lực rất lớn đến các chính sách của Fed. Mà theo cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng câu chuyện về các chính sách tiền tệ nó mới là câu chuyện chính. Đúng. Nó mới là câu chuyện quyết định đến tất cả mọi thứ. Chứ chưa hẳn là về địa chính trị. Về địa chính trị nó chỉ là một gian ngắn thôi. Vâng, nói đến thị trường chứng khoán, vậy chúng ta chuyển qua anh Quỳnh. Vậy theo anh Quỳnh thì thị trường chứng khoán thế giới trong tuần vừa qua với những diễn biến thực sự là khó lường như vậy thì nó có gì anh đang nhớ để anh ghi nhận ạ? Kính chào quý nhà đầu tư và các bạn, thì là tuần vừa qua phần lớn các thị trường tài chính trên toàn cầu đều hồi phục. Nhiều thị trường đã có tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên thì ngược lại thì là thị trường chứng khoán Mỹ thì lại giảm điểm với hai chỉ số chính là S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 1,8% và 1%. Tính từ đầu năm thì S&P 500 giảm 7,3% và Dow Jones thì giảm 4,4%. Đà giảm của thị trường Mỹ thì phần lớn đến từ chính sách tiền tệ cũng như là về rủi ro về lạm phát. Về chính sách tiền tệ thì là nhiều tổ chức đã dự báo thì là Fed sẽ tăng 0,5% trong kỳ họp tháng 3 tới thay vì mức 0,25% như trước dự đoán trước đó. Trong khi đó thì là chỉ số CPI tháng 1 của Mỹ đã tăng lên 7,5%, mức cao kỷ lục trong 40 năm gần đây. Về thị trường chứng khoán châu Âu và các thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương thì đều có mức tăng từ 1,6% đến 2%. Trong khi đó thì thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á có mức hồi phục mạnh nhất với mức tăng là trên 2%. Đà tăng của thị trường ở châu Á thì hầu như đến được các thị trường như là Singapore, Thái Lan, Manai và Philippines. Các đà tăng của các quốc gia này thì đến từ chính sách là nới lỏng cách ly và tái cơ cấu lại mở cửa nền kinh tế của các quốc gia này. Cứ bấm đi. Hết rồi đi. Thì như các dự báo thì là chính sách tiền tệ cũng như là lạm phát sẽ là những yếu nhân tố chính tác động lên thị trường chứng khoán thế giới trong ngắn hạn. Và về kỹ thuật thì là chỉ số S&P 500 đã đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng như đường MA 100, MA 200 và MA 50 ngày. Nhiều khả năng thì chỉ số sẽ test lại cái khu vực hỗ trợ quanh mức 4.300 điểm. Đây là cũng là mức đáy của tháng 1 vừa qua. Vậy là chúng ta sẽ có tiếp tục rung lắc rất là mạnh trước cái vùng cản mạnh đúng không anh? Vùng cản mạnh là vùng MA 100 và MA 200 sẽ là vùng cản mạnh đối với chỉ số S&P 500 trong ngắn hạn. Vậy chúng ta hướng tới thị trường chứng khoán Việt Nam thì theo cá nhân anh nhận định thì trong tuần tới sẽ ra như thế nào ạ? Trong tuần tới thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục rung lắc mạnh trước những biến động khó lường của thị trường tài chính thế giới, cũng như là trong tuần này thì là đáo hạn hợp đồng phái sinh F1M nên là khả năng thị trường sẽ chịu những tác động rung lắc mạnh. Vâng, vậy anh có thể cho tôi xem được là cái dòng tiền trong thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tới trong tuần vừa qua diễn biến thế nào không ạ? Dòng tiền trong tuần vừa qua thì là có xu hướng chảy mạnh vào các khu vực chứng khoán châu Á, trong đó các quốc gia được hút dòng như là Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia, trong khi đó là rút dòng ở các quốc gia như là Nhật Bản và Ấn Độ. Các quỹ ETF cũng đang rút dòng nhẹ đúng không ạ? Về các quỹ ETF trong tuần qua thì đã rút dòng 5,87 triệu đô ở trên thị trường Việt Nam. Trong đó này là rút dòng mạnh ở quỹ DC VFM VN30. Tuy nhiên là tính từ đầu năm thì là dòng vốn thông qua kênh ETF vẫn hút dòng vào Việt Nam là hơn 38 triệu đô. Vâng. Với câu chuyện chúng ta đang lanh quanh đâu đó ở vùng 1.500 điểm. Vâng, lanh quanh đâu đó ở vùng 1.500 điểm. Mức cản rất rất là cứng luôn. Vậy theo
Theo cá nhân của các anh thì trong tuần này hoặc là thời gian vì sao chúng ta có vượt được xa không ạ, hay là chỉ là rung lắc tạm thời trong thời gian tiếp theo không ạ? Thì theo cái góc nhìn của tôi chưa thấy thị trường có những cái động lực đủ mạnh để có thể bứt phá qua cái đỉnh cũ. Bởi vì chúng ta cũng đã hiểu rằng là cái đỉnh của đợt trước ở mức độ trên 1.500 điểm ấy, nó đòi hỏi một cái khối lượng giao dịch rất là lớn. Và tại thời điểm hiện tại trong cái tuần vừa qua, mặc dù thị trường thực sự là Việt Nam cũng có sự tăng điểm, thì tuy nhiên thì tôi nhìn quan sát thì thấy khối lượng giao dịch đặc biệt là tại các mã cổ phiếu blue chip thì mặc dù là có cái xu hướng là dòng tiền chảy lại ngược trở lại các mã cổ phiếu blue chip, nhưng nó chỉ là sự luân chuyển, thì Tuấn chưa nhìn thấy cái dòng tiền mới. Thế do đó để mà bật vọt qua cái ngưỡng hiện tại thì đấy, Tuấn đánh giá rằng cần phải có thêm thời gian tích lũy. Ngoài ra về yếu tố về mặt thông tin thì cũng có thể nhìn nhận thấy rằng là thông tin trên thị trường chứng khoán thế giới và tài chính thế giới hiện tại là các cái thông tin nó cũng không được hỗ trợ cho lắm. Các sự quan ngại liên quan đến về giá cả hàng hóa và liên quan đến cái áp lực lạm phát và cái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương hiện tại nó vẫn đang khiến cho các nhà đầu tư có sự quan ngại nhất định. Nếu mà chúng ta nhìn cái bảng mà anh Quỳnh đã chia sẻ thì chúng ta thấy rất là rõ là các cái thị trường chứng khoán toàn cầu từ đầu năm đến nay là đa phần là giảm điểm. Đấy, chúng ta không nói đến câu chuyện tuần mà chúng ta nói đến câu chuyện từ đầu năm đến nay, tức là khoảng hơn một tháng đấy. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ là cái áp lực từ cái việc chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương hiện nay nó đang gây áp lực khá lớn, và nó chỉ có thể cởi bỏ áp lực này trong thời gian tới với những cái thông điệp từ Fed một cách hết sức rõ ràng liên quan đến vấn đề về tăng lãi suất để cho các ngân hàng trung ương khác họ hành động theo. Và thứ hai nữa là áp lực lạm phát. Có chăng chúng ta sẽ thấy cái yếu tố nặng nề này được cởi bỏ khi mà chúng ta nhìn thấy cái áp lực lạm phát được có một sự hòa dịu trở lại một cách tương đối rõ ràng. Vâng, thực ra là từ đầu năm đến nay thì thị trường chứng khoán thế giới đang, tôi phải nói dùng từ là khá tiêu cực. Tất nhiên vẫn có một cái nhìn dài hạn là tốt. Đúng rồi. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là một cái nhìn cũng có gì đó khá tiêu cực. Tất nhiên nó chỉ trong ngắn hạn thôi. Có một câu chuyện tích cực hơn, đó là cái khi mà cái lượng người sử dụng máy bay, có nghĩa là ngành du lịch đấy. Thì với là cá nhân tôi thấy là ngành du lịch đã tăng trưởng khá tốt rồi, nhất là lượng khách mà quay trở lại Đông Nam Á trong thời gian gần đây tăng đột biến. Ngay cả ở Việt Nam chúng ta trong những ngày nghỉ lễ, chúng ta cũng đã lấp kín những nơi như là Đà Lạt này, Vũng Tàu này, đúng rồi, rồi Sapa này. Rồi. Vậy các anh Tuấn anh nhận định thế nào trong cái tương lai của chúng ta thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là các ngành nghề ạ? Về mặt bản chất thì Tuấn vẫn luôn tin tưởng vào sự tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tất cả những cái các bạn hãy nhớ đến một điều rằng một khi chúng ta còn niềm tin vào kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội thì chúng ta kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đi lên. Thế thì có điều là những cái nhịp điều chỉnh của nó là hết sức cần thiết. Chúng ta thấy rất là rõ đó là trong cái thời gian vừa qua thì mặc dù thị trường có sự dao động, nhưng mà rõ ràng là các anh chị cũng có thể thấy là những cái mã cổ phiếu, đúng không ạ? Những mã cổ phiếu nó có sự biến động giá rất là lớn. Và không phải mã cổ phiếu nào cũng đi xuống đâu nhé. Thực tế là có những mã cổ phiếu là tăng giá theo quan sát của Tuấn. Thì có thể thấy ra rất là rõ đó là những cái nhà đầu tư khôn ngoan họ đã chuyển dịch cái dòng tiền, đặc biệt là với những cái mã cổ phiếu mà sẽ có cái triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt trong năm 2022 nhờ sự phục hồi từ Covid-19. Thế thì sau đại dịch Covid-19. Thế thì như câu chuyện của anh Nam vừa nói đấy, ngành hàng không và lĩnh vực du lịch là phục hồi hết sức rõ ràng rồi. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Và cái thông tin của buổi sáng ngày hôm nay là vào ngày 15 tháng 2 chúng ta sẽ mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế. Và các anh chị cũng và các bạn không phải quan ngại gì về vấn đề này cả. Câu chuyện này là câu chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, đúng không ạ? Và kể cả trong trường hợp chúng ta có những cái biến chủng mới của virus corona thì chúng ta cũng không có quan ngại gì về việc họ sẽ đóng cửa trở lại. Vâng. Bởi vì đây là xu hướng rõ ràng. Đúng rồi, cảm ơn anh Tuấn. Quay trở lại với anh Quỳnh. Chúng ta ngoài chủ đề là giá dầu tăng cao, cổ phiếu nên mua hay bán. Vậy theo anh Quỳnh thì anh tư vấn nhóm ngành nào trong thời gian gần đây, liệu dầu khí có được hưởng lợi không ạ? Hay là chúng ta nên có một chút gì đó quan tâm đến ngành dầu khí không ạ? Anh có chia sẻ chúng tôi không? Đối với lại đà tăng của giá hàng hóa trên toàn cầu thì là chỉ số chính thước đo của 22 hàng hóa chính trên toàn cầu đã tăng 46% trong 12 tháng vừa qua tính đến tháng 1 năm 2022. Và trong đấy thì là giá dầu nên lại các giá nguyên liệu đầu vào tăng rất mạnh. 9 trên 22 hàng hóa có mức tăng là trên 50%. Trong đấy thì là cà phê, bông, cao su,
và nhôm là có mức giá tăng mạnh nhất trong thời gian vừa qua. Vâng. Và đối với chỉ số Bloomberg thước đo của 9 hàng hóa chính, hàng hóa lương thực chính đang có mức tăng gần lập đỉnh mọi thời đại. Những hàng hóa như là hạt điều, cao su, giá dầu thì theo anh thì hiện tại với thị trường chứng khoán Việt Nam thì câu chuyện giá dầu tăng như thế thì chúng ta nên đầu tư vào những cổ phiếu nào anh? Giá dầu hiện tại đang loanh quanh trên 90 USD trên một thùng thì là đối với những cái cổ phiếu ở thượng nguồn như là PVS, dạ. PSR, OIL sẽ là những cổ phiếu là đáng để đầu tư vâng. trong thời gian tới. Anh có thể cho tôi được cái điểm mua không ạ? Với các kỹ thuật show tôi cái slide vậy ạ. Đối với cổ phiếu OIL thì là hiện tại đang vẫn đang trong xu hướng tăng kéo dài từ tháng 9 năm 2021. Hiện tại thì là vùng hỗ trợ mạnh của OIL là ở khu vực là 16.8 đến 17.5. Đây là cũng là vùng mua tiềm năng đối với cổ phiếu OIL. Vâng. Và vùng giá mục tiêu của cổ phiếu OIL thì giá cổ phiếu mục tiêu OIL theo phân tích kỹ thuật nó vùng ở vùng 27 đến 27.6. Đối với cổ phiếu PVS thì là hiện tại thì là PVS này đang trong mô hình VCP với đáy nâng dần. Vâng. Hiện tại thì nếu mà cổ phiếu mà vượt được vùng cản ngắn hạn ở vùng 30 thì giá mục tiêu của cổ phiếu sẽ vùng 35 đến 36. 35 đến 36, một cái kỳ vọng rất là tốt. Đối với cổ phiếu PNX. PNX thì hiện tại là PNX cũng đang vượt được đỉnh ngắn hạn với cái vùng tích lũy là khá chặt từ tháng 9 năm 2021 đến nay thì nhiều khả năng cổ phiếu PNX sẽ vượt được cái vùng cản 60 để hướng tới cái vùng 75 đến 80. Vâng. Trong ngắn hạn. Vâng. Xin cảm ơn anh Quỳnh. Chúng ta đến với chuyên mục MBS Q&A. Có một bạn hỏi về giá dầu ngay, chúng ta có ngay BSR. Vâng, có ngay BSR luôn. Có các chuyên gia trả lời BSR cho các bạn ạ. Về BSR thì BSR cũng là một cái công ty có cung cấp xăng dầu có thể nói lớn của Việt Nam và chiếm cái thị phần rất là lớn. Thế trên thực tế thì ở Việt Nam chúng ta chỉ có 3 nguồn, đó là nguồn từ BSR, nguồn từ Nghi Sơn và cuối cùng là nguồn từ nhập khẩu thôi. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rất là rõ, đó là Nghi Sơn cũng gặp rất nhiều vấn đề là đang khó khăn và do đó thì họ cũng không thể chạy được tối đa công suất. Thì tại thời điểm này thì BR chắc chắn là trong thời gian tới sẽ chạy tối đa công suất. Cái đấy là một cái điểm mà chúng ta phải thừa nhận với nhau, việc đấy là chắc chắn rồi. Do đó thì khi BR chạy tối đa công suất như vậy thì cái hiệu quả hoạt động của nhà máy chắc chắn họ sẽ là tăng lên và lợi nhuận của họ sẽ khả quan. Chỉ có điều là Tuấn lưu ý các anh chị nhà đầu tư, đó là cái lợi nhuận của BR đôi khi nó cũng phụ thuộc vào sự biến động của giá dầu nữa. Tại vì thông thường thì BR cũng họ cũng phải tích trữ cái hàng tồn kho là cái nguyên liệu dầu thô đó anh nha. Thế do đó thì nếu như trong trường hợp giá dầu có những nhịp biến động rất là mạnh trong ngắn hạn thì đôi khi họ cũng có thể bị chịu ảnh hưởng ngắn hạn. Đúng rồi. Bởi cái biến động của giá dầu đó. Tất nhiên là có những trường hợp họ đã được hưởng lợi. Thế thì khi chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng phải đối với BR chúng ta cũng phải lựa cái chu kỳ tăng giá của giá dầu phù hợp trong, nếu mà anh chị muốn đầu tư mang tính ngắn hạn hơn thì cũng phải quan tâm đến cái yếu tố đó. Thì trong thời điểm hiện tại thì Tuấn nhìn nhận thì trong ngắn hạn có thể một quý tới thì giá dầu có thể vẫn tiếp tục sẽ dao động quanh ngưỡng ở mức độ khoảng 85 đến 90 USD một thùng. Khả năng lên trên 100 USD một thùng theo quan điểm Tuấn cũng là khó. Thế do đó thì cũng có thể chúng ta đầu tư BR tại cái nhịp điều chỉnh là sẽ phù hợp hơn. Vâng. Lên quanh thời gian lên quanh 85, 90 cũng là cao rồi. Đúng rồi. Và lên 100 thì tất nhiên cũng có thể có. Nếu mà xét với nhiều yếu tố kết hợp vào cũng có thể có sẽ lên 100 nhưng rất khó, cũng có thể rất khó. Vâng, anh Quỳnh, anh có thể trả lời cho một các bạn là có một mã dòng P. Anh ơi, đầu tư vào giá dầu tăng cao như vậy, đầu tư vào mã cổ phiếu nào? Anh Quỳnh có thể trả lời lại cho các bạn không ạ? Theo cá nhân mình thì là có 3 mã cổ phiếu đáng để đầu tư trong ngắn hạn như là OIL, PNX và PVS. PVS. Vâng, sẽ là 3 cổ phiếu. Anh thích nhất cổ phiếu nào anh? Theo cá nhân em thì em thích nhất cổ phiếu PVS. PVS, vâng. Lựa chọn của anh Quỳnh là PVS.
Hy vọng anh Quỳnh có thể là thuyết phục tôi hơn mà bằng cho tôi nhìn thấy là BVS có tiềm năng như thế nào. BVS hiện tại thì cổ phiếu PBS đang trong mô hình VCP với đáy, các đáy nâng dần. Hiện tại thì là ngưỡng kháng cự ngắn hạn của PBS là vùng 30.000 một cổ phiếu. Nếu mà vượt qua vùng này thì khả năng cổ phiếu sẽ hướng đến cái vùng target là 35 đến 36.000 một cổ phiếu. Do đó thì vùng mua hiện tại thì là vùng từ 27.3 đến vùng 28.8. Vâng. Sẽ là... Hy vọng câu trả lời của anh Quỳnh sẽ làm hài lòng quý vị nhà đầu tư. Có một câu hỏi liên quan đến đến Fed anh Tuấn ạ. Có lẽ xin anh trả lời câu hỏi này. Anh Tuấn cho hỏi liệu tháng 3 nếu Fed tăng mạnh lãi suất lên 0.5 thì thị trường liệu có giảm? Nếu mà Fed đưa ra một cái quan điểm mà tính diều hâu mạnh mẽ như thế thì có thể khẳng định là thị trường trong ngắn hạn sẽ có những cái nhịp điều chỉnh và rung lắc là mạnh. Tôi cho rằng như vậy. Tôi đấy Tuấn muốn chia sẻ với thị trường tài chính thế giới. Tại vì chúng ta đều hiểu rằng là cái câu chuyện về tăng lãi suất là mọi người cũng ai cũng đã lường trước được rồi, và cái giới đầu tư cũng như vậy. Thế tuy nhiên thì giới đầu tư người ta vẫn có cái nhận định đó là Fed sẽ kiểm soát được tình hình. Đấy, nếu như trong trường hợp Fed đưa ra những hành động mang tính điềm tĩnh và có theo đúng lộ trình thì nó hàm ý một điều rằng là Fed đang kiểm soát được tình hình lạm phát và cái áp lực lạm phát trong tương lai nó sẽ không quá cao. Lạm phát tại thì hiện tại ở tại Mỹ là cao các anh chị nhé. Đấy, chúng ta có thể thừa nhận việc đấy. Do đó Fed mới phải đẩy nhanh cái quá trình tăng lãi suất. Thế tuy nhiên thì nếu như trong trường hợp mà họ đưa ra cái tăng lãi suất 0.5% ngay lập tức và có những cái thông điệp mang tính có thể nói là mạnh mẽ hơn về việc kiềm chế lạm phát thì có thể đấy thị trường sẽ có cái sự cú sốc nhất định và sẽ giảm điểm. Thế tuy nhiên thì góc nhìn của Tuấn thì nếu như chuyện đấy xảy ra thì nó lại là cơ hội. Tại vì các anh chị và các bạn hết sức lưu ý rằng nếu như Fed dìu hâu hơn trong quá trình về chống lạm phát thì đương nhiên rằng áp lực lạm phát sẽ giảm. Đấy, áp lực lạm phát sẽ giảm thì trong những tương lai chúng ta sẽ thấy rằng chính sách tiền tệ lại hòa dịu trở lại. Và do đó thì nếu mà chúng ta đầu tư tại những thời điểm mà thị trường giảm điểm như vậy thì và với những cái yếu tố như vậy thì chúng ta lại có thể thu được lợi nhuận trong tương lai. Thế thì cái góc nhìn của Tuấn và chia sẻ cho các anh chị đó là đầu tư là chúng ta phải nhìn vào tương lai sẽ xảy ra chứ không phải cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Vâng. Cảm ơn anh Tuấn. Có một câu hỏi cuối tôi xin trả lời đó là các chuyên gia tôi hỏi mã gas. Các anh có thể trả lời tôi về mã gas không ạ? Cổ phiếu gas. Hiện tại là mã gas đang dao động thế nào anh Quỳnh nhỉ? Hiện tại thì cổ mã gas sau khi tạo đáy ở vùng 90-92 thì đang có nhịp phục hồi tốt, tuy nhiên này vẫn chưa vượt qua được cái vùng đỉnh cũ ở vùng 120.000 đồng một cổ phiếu. Nếu mà để mà trở lại xu hướng tăng mạnh thì chỉ số sẽ có một phiên vượt qua 120.000 đồng một cổ phiếu với khối lượng thuyết phục thì lúc đấy thì chúng ta mới mua vào mới yên tâm. Còn không thì nếu vùng mua tích lũy của cổ phiếu GAT sẽ vùng 106 đến 110. Vâng. Nên tích lũy vào vùng 106 đến 110 và đến 120 có một khối lượng tích cực. Nếu mà có phiên breakout vượt qua khu vực 120.000 đồng một cổ phiếu thì có thể tăng tỷ trọng. Và tin tưởng anh em gọi là tin tay đấy. Anh em tin tay tay mua đấy. Vâng. Chúng ta đến khung giờ 9 giờ, có lẽ là giờ bắt đầu các nhà đầu tư chuẩn bị vào giờ giao dịch rồi. Nên chúng tôi, hôm nay anh em chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh của công ty cổ phần chứng khoán MB. Và nếu mà quý vị và các bạn có thích kênh chúng tôi, xin hãy like và subscribe để ủng hộ chúng tôi trong tập theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào tuần sau, khung giờ 8:30. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào quý nhà đầu tư. Xin chào quý nhà đầu tư. Bạn đang tìm kiếm nền tảng giao dịch chứng khoán uy tín và hiện đại nhất hiện nay? MBS xin trân trọng giới thiệu S24, nền tảng giao dịch chứng khoán hàng đầu Việt Nam với nhiều tính năng vượt trội, tốc độ cực nhanh, kéo thả tùy biến, linh hoạt sắp xếp các trường thông tin tham khảo theo nhu cầu.
sử dụng các phím tắt thao tác dễ dàng, nhanh chóng. Ba hình thức xác thực thông minh: Smart OTP, hoặc quét mã QR code, SMS OTP. Đồng bộ danh mục và giao diện hiển thị với MBS Mobile App. Hãy truy cập ngay website www.s24.mbs.com.vn để trải nghiệm nền tảng giao dịch chứng khoán thông minh với các tính năng hiện đại duy nhất chỉ có tại S24. Sản phẩm được phát triển bởi MBS.